Hi there. I've been in touch with the police. Somebody's been issued with a PIN, so that they can't contact me. However, I've had a letter off them. Who is it from? Harry Dillon. So is that who the PIN's against, is this? Yeah. And can I take your name? Yeah, it's Alice Ruggles. It says at the bottom he won't contact me. You know, this will be the last I hear from him. But he's said that a lot of times, and he never does seem to stop. You want someone to contact you? Yeah, please. Okay. All right, thank you. Yeah, that's fine. Thanks, bye. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2016, tại thị trấn Gateshead, quận Tynan Quay, nước Anh, Alice, 24 tuổi, trong bộ đồ pyjama, đang ở nhà một mình sau khi đi làm về. Alice đang ở trong phòng khách nhắn tin cho Mike, một quân nhân Anh, người cô đang hẹn hò, thì có tiếng gõ cửa. Cô cẩn thận đi đến cửa và kiểm tra người bên ngoài qua lỗ quan sát nhỏ phía trên. Khi Alice không chịu mở cửa, người đàn ông quay ra sau nhà, trèo qua tường và tiến đến cửa sổ của cô. Lần này, người đó gõ cửa sổ phòng Alice. Cô đang bước vào phòng thì giật mình vì tiếng gõ cửa và mở rèm cửa để kiểm tra xem đó là ai. Người đàn ông đứng trước cửa sổ cô treo sô-cô-la và bó hoa hồng mà anh ta đã chuẩn bị sẵn lên bậu cửa sổ nhà cô. Và như thế để cô thấy, anh ta giơ hai tay lên trời và dần lùi về phía sau, nở một nụ cười rồi biến mất. Ngay lúc đó, toàn thân Alice như mất đi sức lực. Cô gục xuống giường và bật khóc. Vụ án hoa hồng và sô-cô-la. Alice Ruggles sinh ngày 24 tháng 12 năm 1991 ở một ngôi làng nhỏ Tollerton, quận Leicestershire, nước Anh. Cô là con thứ ba trong số bốn người con, với cha là Clive Ruggles, một giáo sư thiên văn học, và mẹ là Sue Ruggles, giáo viên trung học phổ thông. Từ nhỏ, Alice đã là một học sinh có tính cách sôi nổi và luôn dí dỏm, hài hước, đồng thời là vận động viên đấu kiếm ở trường cấp 2 và cấp 3. Nhờ tính cách và ngoại hình nổi bật nên cô luôn là học sinh nổi tiếng trong trường, kể cả trong học tập. Cô nàng sớm chứng tỏ năng lực khi ngay sau chương trình học phổ thông đã xin được học bổng vào Đại học Northumbria ở Newcastle, nơi có một đội tuyển đấu kiếm, và gặp người bạn thân nhất của mình, Jane Rozier. Ngày 11 tháng 10 năm 2015, Alice đang học năm cuối tại đại học thì muốn đi du lịch xa cùng người bạn thân một lần trong đời. Thế là Alice rủ cô bạn Jane của mình thực hiện chuyến đi 10 ngày đến Sri Lanka, một đất nước bí ẩn và vô cùng thú vị. Trùng hợp thay, Jane cũng muốn điều này. Thế là cả hai quyết định đặt vé, sắp xếp hành lý và đi chơi cùng nhau. Có một sự kiện bất ngờ xảy ra trên máy bay đi Sri Lanka, đó là có một người đàn ông ngồi cạnh Alice nói rằng cô là người phụ nữ lý tưởng mà anh hằng mong đợi. Sau một cuộc nói chuyện lịch sự, anh còn xin số của cô để tiện liên lạc. Khi đó, Jane đã đăng sự việc lên Facebook để chọc ghẹo Alice. Các bạn của Alice thấy thế liền ùa vào bình luận trêu chọc cô, và một trong số họ là Harry Dillon, một người lính Anh. Harry Dillon sinh năm 1990 tại Ấn Độ, là con của một người mẹ xuất thân giàu có và cha là quân nhân Ấn Độ. Harry học đại học ở Ấn Độ cho đến năm thứ hai, rồi chuyển đến thủ đô Edinburgh, Scotland, Anh với tư cách là một sinh viên trao đổi và tình nguyện nhập ngũ quân đội Anh sau khi tốt nghiệp. Vì thể chất tốt, anh đã gia nhập đơn vị lực lượng đặc biệt SAS tinh nhuệ nhất trong quân đội Anh, cho đến khi đi công tác và trở thành lính tình báo không tham chiến ở Afghanistan lần này, anh cũng đã may mắn được gặp cựu thủ tướng Anh David Cameron. Alice và Harry từng kết bạn Facebook nhưng chưa nhắn tin hay trò chuyện gì. Qua bài đăng đó, tuy không gặp nhau trực tiếp, nhưng đôi nam nữ trẻ này lại cảm thấy có sức hút mãnh liệt từ nhau. Vào thời điểm đó, Harry đang công tác quân ngũ ở Afghanistan. Và ở đất nước xa lạ đó, thời gian nói chuyện qua lại với Alice quả thực là những giờ phút hạnh phúc hiếm hoi của anh. Còn với Alice, trong chuyến đi 10 ngày của cô đến Sri Lanka, Alice cũng dành nhiều thời gian trò chuyện với Harry qua Facebook và các cuộc điện thoại. Cô cảm nhận rõ dường như tiếng sét ái tình đã đánh trúng mình rồi. Hai tháng sau đó, khi Harry trở lại doanh trại ở Edinburgh, Scotland, Anh vào tháng 1 năm 2016, Alice và Harry có buổi gặp mặt trực tiếp đầu tiên. Và sau buổi gặp đó, họ chính thức hẹn hò trở thành một đôi. Kể từ đó, bạn bè xung quanh dành không ít lời ngợi khen cho cặp đôi trai tài gái sắc. Kể cả gia đình Alice cũng rất ủng hộ mối quan hệ này.
tháng 8 năm 2016. Một ngày tháng 8 năm 2016, sau 8 tháng cùng tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, Alice bất ngờ gửi cho Harry một tin nhắn đòi chia tay. Harry như bị sét đánh ngang tai, đã hỏi cô lý do khiến cô thay lòng đổi dạ là gì. Nhưng cô chỉ nói rằng niềm tin mà cả hai dành cho nhau đã bị phá vỡ từ lâu và cả hai không bao giờ có thể tái hợp được nữa. Không thể chấp nhận sự chia tay đơn phương và đột ngột, Harry đã cầu xin Alice trong nước mắt. Nhưng điều đó không đủ để cô ấy thay đổi quyết định. Please call me back. Please. I just want to speak to you. There's nothing else. I don't even know if you're getting this voice message, but please can you call me back? Thank you. Đến ngày 12 tháng 10 năm 2016, lúc 5 giờ 10 phút chiều, Alice, cô gái tài năng đang làm việc tại một trạm phát sóng vệ tinh ở Newcastle, Anh, Sky, thì vô cùng phấn khích khi nghe tin hôm nay cô được thăng chức. Không giấu nổi sự háo hức, Alice đến gặp cấp trên và cảm ơn anh, sau đó cùng tan làm với anh. Lúc 5 giờ 31 phút chiều, gần đường Rolling Rock ở thị trấn Guildhall, thành phố Newcastle, quận Tynecastle, Ali bước ra từ xe của sếp và đi bộ thêm vài bước để về nhà mình. Lúc 5 giờ 45 phút chiều, Alice gửi tin nhắn cho Mike, một cựu quân nhân Anh mà cô ấy mới hẹn hò chính thức, kèm theo bức ảnh về chiếc váy cô ấy định mặc vào buổi tối hẹn hò cuối tuần mà cả hai đã lên lịch. Mike nhắn cho cô, thứ sáu tuần này em làm gì? Mình đi uống một ly nhé. Alice trả lời, không có trò gì lành mạnh hơn rượu bia sao? Lúc 6 giờ 30 phút chiều, Maxine McGill, đồng nghiệp và cũng là bạn cùng phòng của Alice về nhà. Nhưng cửa vào nhà đã bị khóa nên cô ấy không thể vào cửa trước. Thấy lạ khi Alice đáng lẽ phải ở nhà vào giờ này nhưng lại không thấy tăm hơi đâu. Maxine liền trèo qua bức tường phía sau nhà và chui vào nhà qua một ô cửa nhỏ trong bếp. Vừa vào bên trong nhà, cô ngửi thấy mùi tanh xộc lên mũi nên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh nơi tỏa ra mùi tanh. Tại đó, cô thấy Alice đang nằm bất động dưới sàn với vết máu trên cổ. Hoảng người, Maxine tức tốc gọi cảnh sát. Please, I've just come back to my flat and the door was locked. So I fell to the window and my flatmate's covered in blood in the bathroom. Is she breathing? I don't know. I can't look. I'm sorry. Okay, try and stay calm. Alice. Oh my God, she's dead. She's f***ing. Blood is there. There's lots. It's everywhere. It's everywhere. She was in the loofah. She was in the shower. She's... Please help. Things have been tipped over in the bathroom. Yes, and everything looks a mess. Like, she's not breathing. She's actually blue. Please. I mean, you're just coming. Her ex is an absolute psychopath. Say that again, sorry. She's put in a complaint in about her ex and she phoned 101 at the weekend to report that she's trying to get in contact and says we're going to do nothing and now this has happened. Right, who tried to contact her at the weekend? No, she's contacted 101 because she put in a statement about him 2 weeks ago. And about who? Our ex-boyfriend, Harry Dillon. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Maxine chừng 10 phút, cảnh sát và xe cứu thương đến nhà. Nhưng dường như Alice đã trở thành xác chết lạnh lẽo. Một nhóm cảnh sát khác cũng ngay lập tức truy tìm Harry và bắt giữ anh ta. Lúc 4 giờ 30 sáng, trong doanh trại quân đội Edinburgh, Scotland, Anh. Tuy nhiên, Harry phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng anh ta không gặp cô hôm đó, nên anh ta không làm hại cô, và anh ta cũng không có lý do gì để tấn công cô như vậy. Chưa kể, Harry còn nói có một vài người đàn ông mà cô ấy gặp trên ứng dụng hẹn hò Tinder, vì thế cô đã bỏ anh, và có thể một trong số những người đàn ông đó đã tấn công cô. Vậy sự thật của vụ việc này là gì? Harry có thực sự giết Alice không? Có phải cô ấy thực sự có quan hệ với một số người đàn ông khác trên ứng dụng hẹn hò Tinder? Và đó là nguyên nhân sâu xa của sự việc này chăng? Hãy quay trở lại thời gian khoảng tháng 4 năm 2016 khi Alice và Harry vẫn đang yêu đương mặn nồng. Lúc này Alice dù rất hạnh phúc với người mình yêu nhưng cô đã phải từ bỏ rất nhiều mối quan hệ thân thiết. Harry níu giữ yêu thương bởi cảm xúc độc đoán và muốn kiểm soát người yêu. Anh nhấn mạnh với cô rằng anh sẽ toàn tâm toàn ý với cô. Đáp lại cô cũng phải toàn tâm toàn ý với anh. Rằng anh dành 100% tình yêu cho cô nên cô cũng phải dành tất cả tình yêu cho mình.
Kết quả là Alice thực sự nghe lời Harry. Cô quyết định cắt đứt mọi quan hệ để toàn tâm toàn ý dành thời gian cho anh như anh yêu cầu, ngoại trừ Maxine, đồng nghiệp và bạn sống cùng nhà của cô. Thế rồi mọi chuyện ngày một căng thẳng hơn khi Alice chỉ có thể liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí là cả gia đình khi mà anh người yêu Harry cho phép. Không chỉ có vậy, Harry liên tục chỉ trích những gì cô ăn, những gì cô mặc và cách cô cư xử với anh ta. Điều này khiến lòng tự trọng của cô bị xúc phạm và tổn thương nghiêm trọng. Cuộc tình này dần trở nên sai trái khi Alice nhận ra, kể từ khi hẹn hò với Harry, Alice đã giảm gần 15kg vì căng thẳng. Cha của Alice và bạn thân của cô chứng kiến Alice từ một cô gái luôn tươi cười và sôi nổi đã trở thành một người rất hướng nội và u uất sau 3 tháng hẹn hò với Harry. Cô nhận được lời khuyên từ bạn bè nên suy xét lại việc có nên tiếp tục mối quan hệ với Harry không. Hầu hết đều lo cho tương lai của cô gái nhỏ hiền lành. Thế nhưng rồi sau mọi chuyện, trước tình cảm và sự chân thành của Harry, Alice bỏ qua hết lần này đến lần khác. Cho đến tháng 7 năm 2016, Alice nhận được tin nhắn trên Facebook của một người phụ nữ giới thiệu rằng cô ta đã từng gặp gỡ và chia tay Harry mới có một tháng trước. Nghĩa là Harry đã phản bội sau lưng Alice. Nhưng quan trọng hơn, cô gái kia muốn cảnh báo với Alice. Lý do khiến cô ta chia tay Harry là vì sợ tính cách áp đặt và ghen tuông thái quá của anh ta. Vì tin nhắn này, nên tháng 8 năm 2016, Alice mới đột nhiên quyết định chia tay với Harry như vậy. Cụ thể, Alice nhắn rằng: "Em thực sự tôn trọng anh, Harry, nhưng em không biết mình có thể tin tưởng anh nữa không? Em nghĩ có lẽ chia tay nhau là cách làm cho cả hai chúng ta hạnh phúc." Vào tháng 9 năm 2016, ban đầu Alice tiếp tục thuyết phục Harry kết thúc chuyện tình một cách tốt đẹp. Nhưng Harry nói rằng: "Đó là vấn đề của em chứ không phải của anh. Chúng ta không thể chia tay nhau được." Alice nhắn tin cho bạn mình và bày tỏ sự tức giận khi đọc được những tin nhắn vô lý của Harry. "Ôi, giận thật sự, Harry cho rằng anh ta mới là nạn nhân, còn tớ là đứa con gái xấu xa. Anh ta ngược lại còn đổ lỗi cho tớ." Thế rồi Alice tỏ thái độ cứng rắn hơn, đã chặn và phớt lờ mọi liên lạc với anh ta. Nhưng Harry thì... Trong suốt 2 tháng từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2016, Harry bắt đầu gửi khoảng 150 tin nhắn, email, tệp ghi âm và video mỗi ngày và đe dọa sẽ phát tán cả ảnh sách của họ nếu cô ấy không liên lạc với anh. Khi Alice vẫn không liên lạc với Harry, Harry bắt đầu hack Facebook và email của cô bằng kỹ thuật công nghệ thông tin mà anh ta học được trong quân đội. Sau khi nhận được cảnh báo từ Facebook, Alice cố đổi mật khẩu thật nhanh có thể. Harry lập tức nhắn cho Alice: "Nói cho em biết, anh không cần mật khẩu của em cũng có thể xem mọi thứ." Ngày 30 tháng 9 năm 2016, Harry gõ cửa sổ nhà Alice, để lại những bông hoa hồng đỏ rực và sô-cô-la, mỉm cười rồi biến mất, không quên để lại tin nhắn thoại cho cô. On my way back. If you want to take it, you can take it. If you want to bin it, you can bin it. It's completely up to you. I just wanted to do something just to say I'm sorry and show that I'm really am sorry. And yeah, that's the least I could have done. But I know you're not going to come out in front of me and speak to me, so that's why I left it there. If you ever want to speak to me, it'll be good. If you don't, there's nothing I can do. Anyways, sorry for waking you up. Alice kinh hoàng trước cảnh tượng đó và bật khóc. Sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, cô suy nghĩ và quyết định gọi cảnh sát. Hi there. I just need a bit of advice, really, more than anything. So I split up with my boyfriend about 3 months ago. Since then, I know that he's hacked into my Facebook and also my phone. He's been sending me a lot of messages, even though I've asked him not to contact me. And basically, just messaging my friends and things. And then tonight, he's... I had a knock at my door
And well, he'd sent me a message saying, I've been in the garden since five. I had a knock at my door. And then when I went and looked, I've got like a little, you know, the thing that you can look through. And there was no one there. And then it happened again two or three times. And then he's come round the back, knocked on my bedroom window at the back of my flat, ground floor flat. He's been outside and he's like left some flowers and chocolates on the like outside windowsill, and like he walked off. He's not done anything, but I'm concerned. I've been putting off, like my friends have been telling me to call the police. I've been putting it off, but I just feel a bit like shaken up tonight. So well, it can be classed as harassment. Yeah. Which is a crime. Yeah. Ban đầu, cảnh sát rất lắng nghe Alice, nhưng họ không quá coi trọng điều đó, bởi vì cảnh sát cho rằng đó chỉ là tranh cãi nhỏ sau khi chia tay với người yêu cũ. Tuy nhiên, trước yêu cầu khẩn thiết của Alice, cảnh sát đã trấn an cô rằng họ sẽ gắn cảnh báo cho anh ta, PIN. PIN mà cảnh sát anh nói là một lệnh cảnh cáo của cảnh sát, giống như một lệnh cấm người A gây hại tiếp cận người B vậy. Tuy nhiên, kiểu gắn cảnh cáo PIN này chỉ mang tính cảnh cáo ở một mức độ nào đó, chứ hoàn toàn không có tính bắt buộc về mặt luật pháp. Vậy nên, dẫu cho khi Harry bị nhận cảnh cáo này, những người bạn xung quanh Harry, bao gồm cả cấp trên trong quân ngũ, bạn bè và người thân của anh ta đã biết chuyện Harry bị cuồng tình Alice, đã lập tức khuyên nhủ hãy dừng ám ảnh bởi Alice, thì Harry vẫn hoàn toàn không có ý định dừng tay. Một tuần sau cuộc gọi sợ hãi của Alice, vào ngày 7 tháng 10, Harry tiếp tục gửi cho Alice một bưu kiện nhỏ chứa tất cả những lá thư mà anh ta đã lưu lại và những bức ảnh về khoảng thời gian hạnh phúc mà họ đã có với nhau. Khi mở nó ra, Alice một lần nữa kinh hoàng và run lên vì sợ hãi. Và Alice một lần nữa gọi cho cảnh sát. Hi there, I've been in touch with the police. Somebody's been issued with a pen so that they can't contact me. However, I've had a letter off them. Who was it from? Harry Dillon. So is that who the pin's against, is this? Yeah, yeah. And can I take your name? Yeah, it's Alice Ruggles. It says at the bottom he won't contact me. You know, this will be the last I hear from him. But he's said that a lot of times and he never does seem to stop. I'll let him know you want someone to contact you. Yeah, please. Okay. Năm ngày sau, lúc 12 giờ trưa ngày 12 tháng 10 năm 2016, Harry lấy chiếc BMW của mình và đi từ doanh trại ở Edinburgh đến nhà của Alice ở Gateshead, mất 2 tiếng rưỡi. CCTV đã quay lại sự việc, Harry dừng lại ở một trạm xăng, đổ xăng và đi đến nhà Alice một cách rất tự nhiên. Từ 3 giờ chiều, y đậu xe trước cổng nhà Alice và quyết định chờ cô về nhà. 5 giờ 31 chiều, sau khi nhìn thấy Alice về nhà từ xe của cấp trên, Harry quyết định trèo qua tường và đột nhập vào nhà cô thông qua nhà bếp. 6 giờ 1 phút chiều, Mike nhắn tin cho Alice. Thứ sáu tuần này em làm gì? Mình đi uống một ly nhé. Không có trò gì lành mạnh hơn rượu bia sao? Sau tin nhắn này, Alice chưa kịp đợi tin nhắn trả lời của Mike thì Harry đã xông vào nhà và trấn an Alice. Anh ta không có suy nghĩ làm hại cô, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục la hét và yêu cầu Harry rời đi. Sau một hồi giằng co, anh ta lôi ra con dao làm bếp của nhà Alice đã thủ sẵn khi đột nhập vào bếp lúc nãy, rồi giết chết Alice trong phòng tắm. Sau khi giết Alice, Harry rời khỏi nhà cùng với điện thoại của cô và con dao mà anh ta đã sử dụng làm hung khí. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong khoảng thời gian từ 6 giờ 2 phút đến 6 giờ 28 phút chiều. Và đến 6 giờ 30 chiều, khi cô bạn cùng nhà Maxine tan làm về, đã tìm thấy thi thể của Alice trong phòng tắm và gọi cho cảnh sát. Cảnh sát đến nơi sau 10 phút, bắt đầu cuộc điều tra. Với lời khai của Maxine và DNA tìm thấy trên đầu móng tay của Alice được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát lập tức tiến hành tìm kiếm nghi phạm, chính là Harry, bạn trai cũ của Alice. Kẻ dối trá và tráo trở. Khoảng 8 tiếng đồng hồ sau, lúc 4 giờ sáng, cảnh sát bắt giữ Harry tại doanh trại quân đội của anh ta ở thủ đô Edinburgh, Scotland, Anh, với các bằng chứng rõ như ban ngày. Đầu tiên,
Trên mặt của Harry lộ đầy những vết thương như bị ai đó cào cấu. ADN của Alice được tìm thấy trên vô lăng ô tô của anh ta và trên vòng tay mà anh ta đang đeo. Sau đó, dựa trên tín hiệu điện thoại di động của Alice, khi Harry lấy trộm nó rồi bỏ trốn, lần cuối cùng hoạt động của chiếc điện thoại này là ở Edinburgh. Chỉ mất 8 giờ để cảnh sát phát hiện ra rằng anh ta chính là thủ phạm trong vụ án. Nhưng Harry thì... Did you murder Alice? No, I did not murder Alice. Do you have any knowledge of this? No, I don't have any knowledge of this. Were you present when this murder occurred? No, I wasn't. Y chối bỏ liên tục mọi cáo buộc. Xét xử. Đúng 6 tháng sau cái chết của Alice, vào tháng 4 năm 2017, phiên tòa đầu tiên diễn ra. Harry và các luật sư của mình không thể bác bỏ tất cả các bằng chứng mà công tố viên đưa ra trong phiên tòa, lại thay đổi lời khai của mình. Harry đã khai rằng hôm đó không gặp Alice, nhưng rồi lại nói thực ra đúng là y đã tới tìm rồi đột nhập vào nhà Alice, nhưng y đã cố gắng nói chuyện tử tế với cô. Và trong lúc nói chuyện với nhau, cô đột nhiên khơi ra chuyện gia đình, rồi đột nhiên rút dao định tự tử. Cô nói rằng không thể sống nổi vì mâu thuẫn với bố mình. Anh ta đưa ra lập trường rằng trong quá trình ngăn cản cô tự sát, cô đã vô tình đâm vào cổ mình và chết ngay tại chỗ. Cuối cùng, sau tổng cộng 11 ngày xét xử và 2 giờ thảo luận của bồi thẩm đoàn, Harry Tilling đã bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá sau 22 năm. Và thẩm phán Paul, sau khi tuyên mức án cuối cùng cho Harry, đã nói với anh ta những lời như sau. Từ đầu đến cuối phiên tòa này, anh không những không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối, mà chỉ tập trung vào việc đưa ra những lời khai phiến diện của mình để đối phó trước nhiều chứng cứ và giải thích tình huống bất lợi từ phía công tố. Một giọt nước mắt cá sấu cũng không có để rơi. Thật đáng tiếc. Ngay sau đó, Harry kháng cáo, cho rằng phán quyết không công bằng, nhưng bị tòa án bác bỏ và tuyên y án. Những ẩn khuất sau vụ án đau lòng. Thứ nhất, 3 năm trước khi Harry bắt đầu hẹn hò với Alice, Harry cũng từng có bạn gái và ám ảnh cô gái này. Người bạn gái cũ của Harry chia sẻ với truyền thông, khi yêu nhau, cô thấy anh ta rất chân thành. Nhưng một ngày nọ, anh ta bỗng đánh cô giữa đường và kéo mặt cô lê trên đường nhựa vì cô không chịu nghe lời. Vì chuyện đó, cô đã báo cảnh sát chặn tất cả liên lạc từ anh ta trên cả vương quốc Northumbria. Vậy mà khi nhận được cuộc gọi của Alice, sở cảnh sát vương quốc này, nơi lãnh trách nhiệm phụ trách thị trấn Gateshead lẫn thành phố Newcastle, thậm chí còn không kiểm tra lịch sử các lệnh cấm mà Harry đã bị nhận trước đó. Để rồi đưa lệnh cảnh báo PIN mà không biết rằng giờ đây nó đã chẳng có tác dụng gì với kẻ máu lạnh này. Thứ hai, ngày xảy ra vụ việc, ngày 12 tháng 10, Harry đổ xe gần nhà Alice từ 2 giờ 30 chiều và đợi cô khoảng 4 tiếng đồng hồ. Theo như lịch sử hoạt động trên điện thoại của Harry, trong lúc chờ đợi trên xe, hắn ta vẫn cần tâm trí chọn địa điểm hẹn hò tiếp theo với cô gái mới quen trên ứng dụng Tinder. Rõ ràng, y chẳng thực sự xem Alice quan trọng, mà chỉ là quá nhiều tính sở hữu mà thôi. Thứ ba, có những vũng máu rất lớn trong phòng tắm nơi Alice bị sát hại. Theo nhân viên cảnh sát trực tiếp khám nghiệm hiện trường, trong những giờ phút cuối cùng khi bị tấn công, Alice ở trong tình trạng quỳ gối, phần thân trên hướng xuống sàn, chỉ có cổ hướng lên trên. Cô bị cắt cổ bằng dao với tổng cộng 6 lần trước khi chết. Nói cách khác, Harry đã giết cô ấy như một người lính hành quyết một tù nhân. Thứ tư, Sở Cảnh sát Vương quốc Northumbria, đơn vị phụ trách việc này, bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đưa ra giải pháp rõ ràng dù cô đã 2 lần báo cảnh sát, đồng thời xử lý kỷ luật đối với 2 cán bộ liên quan đến vụ việc. Và sau sự việc này, họ đã thêm một điều khoản về tội phạm stalking hậu chia tay. Thứ năm, điều đau lòng là trước vụ việc, bố mẹ Alice, bà Sue và ông Clive hoàn toàn biết rõ về gã bạn trai điên rồ của Alice và những lời đe dọa mà hắn đã dành cho cô trong suốt nhiều tháng trời. Nhưng bà Sue từng khuyên con gái cứ mặc kệ những hành động điên rồ của Harry vì bà tin rằng đến một lúc nào đó hắn ta sẽ chán và từ bỏ việc quấy rầy cô. Bà chẳng ngờ rằng chỉ 2 ngày sau khi bà còn dặn Alice đừng quá bận tâm đến Harry thì cô đã bị chính gã bạn trai cũ cuồng ghen đó giết chết một cách tức tưởi. Thứ 6,
Hai năm sau cái chết đau đớn và khủng khiếp của cô con gái, cặp vợ chồng lớn tuổi, ông Clive, bà Sophie mới có đủ dũng khí để đối mặt với sự mất mát quá lớn của gia đình. Cả hai cũng bàn bạc, rồi bằng chi phí tự bỏ ra, đã thành lập quỹ Alice Rogo, theo tên của con gái họ, và tiếp tục thực hiện công tác xã hội cho những phụ nữ Anh là đối tượng của những kẻ bám đuôi và tội phạm hậu chia tay. Nhờ sự hoạt động tích cực của họ, Quốc hội Vương quốc Anh đang ban hành các quy định chặt chẽ hơn đối với tội phạm stalking ở mỗi thành phố. Ali chỉ đang ở độ tuổi 24, rạng ngời, vui vẻ và tràn ngập niềm hy vọng vào tương lai. Thế nhưng tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của cô, đều bị tước đi chỉ trong một buổi chiều bởi gã bạn trai cũ bị ám ảnh tâm lý chiếm hữu đến không còn nhân tính. Trong tình yêu, một số người như Harry vốn chỉ nghĩ cho bản thân và luôn muốn đối phương làm theo ý mình và sẵn sàng đổ lỗi nếu không đáp ứng được những điều mình muốn. Thế nhưng họ quên rằng bản chất của tình yêu là sự tự nguyện. Ta chẳng thể ép buộc người khác yêu thương mình dù chính ta có khao khát điều ấy đến đâu đi chăng nữa. Rõ ràng, tình yêu thì không có chỗ cho tính chiếm hữu nhỏ nhặt.